Thức to lên chị ơi, nói thầy không nghe được cái gì hết. Tên là gì? Con là Maria Ngân. Con ở Hải Dương, con ở ngoài Bắc. Con thì bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Con đi Hà Nội chữa thì người ta bảo không chữa được. Thế hôm ấy thấy có người bảo là xa, xong rồi con mới nhắn tin vào cho xa, xa khấn. Xong rồi con dẫn xe đi, con vào đây xa đặt tay xong con về. Một năm nay con không phải dùng thuốc nữa. Ai lớn 16 con là bị ra hết bệnh viêm phế quản mãn tính. Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai. Con cháu con nó bị u sạch. Đi u gì bên trong nó u xong rồi. Bác sĩ bảo là mổ thì ở Hải Dương người ta lại bảo cho Hà Nội, lên Hà Nội khám xong rồi về chờ ngày thì cháu nó yếu không mổ được. Thế đến hôm ấy lên Hải Dương thì người, bác sĩ xoay lại thì đều làm sao u đi đâu mất rồi, vỡ rồi, cháu con là gì. Thế là bên bác sĩ của làm sao lại lạ thế, sao chờ người mổ rồi người thì yếu lại về để bồi dưỡng sức khỏe mà lần sau hôm nay lên lại không thấy u nữa mà sau còn nhiều bệnh lắm. Đây đứa bé mà con bị bệnh, con tên là gì? Tên là Chi. Con bao nhiêu tuổi? Con 16 tuổi. Con bị bệnh gì? Năm ngoái con bị u nang, con đi khám người ta bảo là u 6 cm, người ta nghi là ung thư thì người ta cho chuyển tuyến. Thì hôm đấy con trước khi con lên bàn mổ thì con có nhắn tin cho cha, cha bảo là cứ yên tâm cha cầu nguyện cho. Xong rồi đến lúc lên khám bác sĩ bảo là u này sao nó bị vỡ rồi. Thế con không yên tâm, con đi siêu âm lại người ta bảo là vỡ 2 cm rồi về nó tự tiêu. Thế là từ lúc đấy về nó không bị sao, con đi khám lại người ta vỡ hết rồi. U nang xoắn ở đâu? Ở bên trái, u nang buồng trứng. Vâng, thưa anh chị em, một người u nang buồng trứng bỏ nó bẻ ra mà nó tự tiêu luôn. Đây là cô bé 16 tuổi lên làm chứng cho chúng ta. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, gửi tặng cho chị cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, mời báo đây. Rồi, các bạn trẻ chúng ta còn